Em Tuấn cảm ơn các bác. Thì cũng theo yêu cầu của một số bác thì mọi ngày em test cái con loa kèn ấy, nó ở dưới cái chỗ bán hàng. Thì hôm nay em sẽ theo yêu cầu một số bác là test ở cái phòng thực mình cái con em đang nghe. Thì báo cáo các bác là loa thì tất cả cái chóa kèn này này, đây em đi gần vào cái chóa kèn này. Báo cáo các bác là kích thước thì nó như nhau, nó chỉ khác về màu thôi. Còn củ loa các bác muốn nó hay hay không hay thì nó lại liên quan đến là âm ly của bác ghép nó hợp hay không, hay bác dùng chủ củ tép gì. Còn đối với cái chóa này này, đối với cái chóa này nó là cái chóa làm bằng gỗ, nhưng nó là cái gỗ nó theo làm hình thức trung bình là vừa đẹp vừa hay. Còn chất âm thì nó vẫn quan ăn nhau ở củ loa. Do vậy là các bác mua củ loa 2 triệu hay 3 triệu hay 5 triệu hay 10 triệu bác có thể đều lắp đằng củ đằng sau được. Còn cái chóa này nó làm cái nhiệm vụ là hình thức đẹp cho bác, hai là chất âm của nó mềm, nó mọc ra đấy. Thì hôm nay em Tuấn sẽ test cái củ loa cho các bác. Em đang test trên phòng em đây. Đây là cái củ này cũng là củ bình dân thôi nhé, củ bình dân đấy, củ bình dân thôi, chưa phải là củ cao cấp. Củ cao cấp thì các bác đánh còn hay nữa. Em đang chơi con âm ly đèn này của em, thì con đèn này hôm nay em đang đánh con loa to, em mượn sang đây luôn. Em đang chơi con đèn Rogan này đấy. Thì hôm nay em Tuấn test. Thì đối với lại cái đôi 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 kèn này thì ở trên kênh em Tuấn đã báo cho bác rồi đúng không? Hôm trước thì em nhập có hơn chục con, cái đợt đấy nó thuê đóng thùng đi gửi cả bên Lào sang cả nước ngoài nên rất là đắt. Nhưng mà giờ thì anh em nó sẽ hỗ trợ cho em là cái thùng rồi, nên cái đôi chóa kèn này nó có kích thước chiều này sang đến này, nó có điểm 1 mét, có điểm hơn 1 mét cơ, chiều cao 52, chiều sâu nó tầm 58, có điểm sáu mấy cơ. Đấy, đây là những chiếc kèn 15 lỗ. Bây giờ có mức giá cho các bác là mức giá cho các bác nhé là 7 triệu 900 nghìn một đôi chóa kèn này. 7 triệu 900 nghìn. Đấy, 7 triệu 900 nghìn một đôi chóa kèn này. Nó có màu vàng, màu này là một này, màu vàng tươi là hai, màu gỗ nguyên bản là ba và màu óc chó là bốn. Thì sau đây mời các bác vào cái bản test, em Tuấn sẽ test thực tế tại cái phòng nhà em. À, phòng này thì chắc nó rộng lắm bác ạ. Phòng này nhà em đây. Nó rộng, nó gần 170 mét vuông cơ. Đấy, thì em sẽ đi vào thực tế cho bác để bác test xem cái. À, có nhiều bác lại nghĩ là cho cái chóa kèn nó mờ. Đây em đứng rộng nhá, xa nó chỗ này xa nó trên chục mét luôn này. Đấy, mời các bác kia. Có nghĩa là test, em test nguyên con tép này thì chắc chắn là nó không có giải bát đâu bác nhé, nó chỉ có giải đanh này thôi, giải sáng của tép thôi nhá, chứ không có bát, bởi vì nó không phải là loa thùng đấy. Thank you.
Đứng rất xa đấy bác ơi. Do mạng nó yếu đấy bác ơi, mạng nó yếu. Bác thấy sao? Bác thấy sao ạ? À, mặc dù là căn phòng rất là rộng nhưng giải tép nó không bị suy một tí nào cả, mà nó lên con chó kèn này, nó em cảm thấy nó càng cái lời nó càng khỏe, nó cảm giác như được cái phễu nó hất nó cộng hưởng lên, nó ấm nó khỏe lắm, nên tiền là của đấy thôi bác ơi. À, ngoài cái loại chó kèn ra thì em cũng hôm qua em có quay cho bác là mới về được cái lô chó kèn như ngày ngày trước đấy, cách đây vài tháng 6 7 tháng về trước, là cũng là chó 15 lỗ nhưng kích thước nhỏ, hoặc chó 21 lỗ kích thước nhỏ, có một loại là 2 triệu 9 một đôi và loại 3 triệu 9 một đôi đấy, có hết đó bác nhá. Giờ có cho bác rồi, vì là cách đây khoảng 7 8 tháng về trước là em có đăng, nhưng mà có một số bác là các bác ấy đăng ký mua cứ 5 đến 10 đôi các bác ấy bán, nên là giờ mới có hàng để trả cho bác rồi. Thì đây đấy, vừa rồi em test cho các bác cái clip đây. Đôi loa toàn giải, đôi loa toàn giải, đây gọi là test cái chóa cho các bác biết cái hình thức. Đôi này có mức giá thì em Tuấn đã báo cho bác rồi ạ. Mức giá là 7 triệu 9 một đôi bác nhé. Để nghe nốt cho bác cho thích nhé. Khổ quá, internet nó bị, em test trực tiếp từ mạng xuống đấy bác, nên là mạng nó yếu, nó cứ quay tít đi thôi, biết làm được. À, bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn ạ. Em cảm ơn các bác nhé. Đấy, em test cho bác đôi chó kèn, chó kèn. Còn củ này em mới lắp cái củ có hơn 1 triệu thôi. Củ này là dòng củ tép RCF, RCF hỗ trợ cho các bác hát cả karaoke, cho nó rộng rãi. Hẹn gặp lại các bác clip sau.